Chào cả nhà, quay trở lại với nhà Thúy và Yuri. Hôm nay Thúy sẽ quay video bên trong của con tàu mà nhà Thúy đi du lịch từ Phần Lan qua Thụy Điển. Và nhà Thúy ở 2 đêm ở trên này. Và thời gian vui nhất là dành thời gian trên tàu này á. Thì con tàu này có 12 tầng và nhà Thúy sẽ ngủ ở tầng số 9 của con tàu và view ra biển, không có view ra khu vực shopping. Nhà Thúy sẽ ở cái khoang này. Hình như là cái này là vé, cũng là chìa khóa phòng luôn đó cả nhà. I need time to open the door. I see that. I tried to knock the door, but you didn't care. Đây là phòng của nhà Thúy. Ở trong này gồm có nhà tắm. Nhà tắm, nhà vệ sinh ở trong này. Có một cái tivi nhỏ. Cũng có cái gương này cả nhà. Và nói chung là những thứ căn bản. Và ở đây thì có 3 cái giường. Nhà Thúy đi 3 người nên có 3 giường. Phải 3 giường. Cái này đang gấp lên á, nhưng mà nó là bằng size của cái giường này. Đây là chỗ để áo khoác, quần áo. Và đây là view của nhà Thúy. Wow. Thích quá trời ơi. Đưa cho bố cắt đi, mất vé là thôi đó, mất vé là khỏi đi về đó, đưa cho bố đi. Không à, trời ơi, he have no hair kìa. This one bigger than that one, right? I think so. Cái tàu bên kia này cả nhà. Thì hỏi Yuri kêu là chắc là cái này to hơn cái kia rồi. Cái bên đó là thủ đô của Phần Lan. How many pampers did you take for him? I think 9 or 10 something. Nhà vệ sinh cũng nhỏ, nói chung là để tiện nghi thôi, tại vì chủ yếu là đi tàu chỉ ngủ qua đêm thôi cả nhà. Đây là phòng tắm này và cái toilet, chỗ rửa mặt các thứ ở đây. Muốn đi chơi à con? Con đừng xé nhá. Con muốn mở cửa đi đâu hả? Đi chơi à? Thế giờ mình đi mua sắm nhá. You try to open the door like that way. Cái này là tiền dùng trên tàu. Cái này Yuri mua thêm, còn không mình vẫn có thể dùng tiền mặt bình thường hết cả nhà. Cái này nãy ông mua như vậy thì bây giờ Thúy sẽ giúp cái thẻ này để mua đồ, mua sắm, đồ mang về. Bon gọi điện cho ông bà nội đi. Gọi điện cho ông bà nội kêu papa con đến nơi rồi. Who you send for? Good. Okay. Đang chụp hình gửi cho hai thằng em. Wow. Và đây là view từ trên xuống. Nếu ở trong này có hai kiểu view. Một là view ra ngoài biển như thế, hai là view vào phía trong khu này. Nhưng mà view ở trong khu mua sắm hay là cà phê này thì chỉ có một kiểu như thế này, mãi mãi không đổi á. Cho nên nhà Thúy chọn view vào. Ôi, view ra ngoài biển, view ra biển thì có thể thấy được hơn. Đây là tầng 12, tầng trên cùng, tầng thượng của con tàu á. Vậy là cầm tay bố. 12 tầng và ok. Gần 1000 phòng. Và đây là view từ trên xuống dưới cả nhà. Ngay chỗ sảnh này là sảnh giống như là sảnh lễ tân á. Và thang máy này. Thang máy cũng cưng ha cả nhà ha. Cái này được đóng ở Phần Lan, đóng ở Turku của Phần Lan năm 1991. Thực ra là 12 tầng và có một tầng thượng là thành 13 cả nhà. What's wrong? Little bit cold. Wait. Take him here. Put him here. Đây là tầng thượng á cả nhà. Tầng này mọi người có thể nằm phơi nắng, ngắm cảnh các thứ. Tàu vẫn chưa chạy, tại vì 4 giờ chiều nó mới chạy á. Thủ đô Phần Lan nhỏ bên kia vẫn rừng cây khắp nơi cả nhà thấy á. Rất là thích điều này ở Phần Lan, tại vì cây cối xung quanh khắp mọi nơi. Ở phía bên kia nữa kìa cả nhà. Cái này dài, cái tàu này dài hơn 200 mét.
Nắng quá nên phải đeo kính, tự động đeo kính con. It. Now you know what does it do? Yeah. Nắng quá à, nắng quá à con. Bây giờ chắc là đang tầm 14 độ C hả nhỉ? 14 độ C, trời nắng đẹp. Ồ, nhiều. Ui, sợ hả con sợ hả? Không sao đâu mẹ đâu má. Tại đi bằng cửa kính cho nên em con hơi sợ. Thì sẽ đi mua sắm, đi mua đồ bơi cho Bon. Con đang qua đứng bên ngồi cho ông bà đi nè, ngồi giữa cầu thang luôn nè. Bon nãy giờ chạy lăng xăng luôn cả nhà, không xuống được. Wow, rồi tha hồ mà nhìn. William đi đâu con? Bon rồi chơi cái này. Nhìn bố nè, nhìn bố kìa. Cuối cùng thì bố Bon cũng bắt được một con chó đỏ. Chỗ đó là gấp được khi nào bắt được một con là thôi. Đây có quán bar này cả nhà. Ở đây có hai quán bar khác nhau. Tầng dưới và tầng trên nữa, nhưng mà chưa mở cửa. Bây giờ chưa mở cửa, khi nào tàu chạy họ mới mở cửa. Bên này là khu vui chơi. Ở đây còn có một khu vui chơi miễn phí dành cho trẻ em á cả nhà. Đây em Bon đang lạc lõng trong này. Wow, cái đĩa à con? À, có một cái nhà hàng của em Bon đây. Cho bố đi, cho bố trước đi. Trong này có một cái phòng kiểu giống như phòng nấu ăn cho em bé. Bố mắc kẹt đây rồi. Đây là tên này. Số điện thoại liên hệ của gia đình nếu mà em Bon có bị lạc. Trong này có đầu bếp của em Bon. Ô, con có cái giường hả? Con đi ngủ hả? Đi ngủ hả? Cái đói quá, 5 năm. 5 năm. Thế mày xin đâu? Thế cái này hả? Cái nào? Cho mày một đĩa đi. Đói quá. 5 năm. Cảm ơn con. 5 năm. Rồi. Đó, bố thoát xác rồi. Đây, cả nhà. À, bố đây. Đây cũng có nhà vệ sinh. Này cũng hơi rộng quá cả nhà. Ở khu bên kia có view cho ra tàu nữa. Chút nữa Thủy sẽ cho Bon qua đó chơi sau. Bây giờ có em bé nhà người ta nên Thủy không có quay bên đó được. Ở đây. Ở đây có mấy cái nhà banh luôn đó cả nhà. Ở đây có view nè, view bên ngoài. Đẹp quá. Đây có khu vực nếu mà em bé muốn ăn thì có quay. Đây là khu vực ăn cho em bé. À, bố có làm đồ ăn cho... À, con phục vụ đồ ăn à? Cảm ơn con nhé. Ok. Mình lại gần hơn một chút này. So we take off his jacket. Ngon quá. Mời cả nhà ăn tối với nhà Thúy. Yuri là ăn hamburger, còn của Thúy là ăn cá chiên với cả khoai tây chiên. Thúy muốn ăn bít tết nhưng mà ở đây chưa có, không có ở đây. Mời cả nhà. Maybe like pizza in a way.
rời bến, cả nhà đang rời bến đi. Lúc nãy là tàu đậu phía bên kia mà bây giờ đã đi ra rồi. Cả nhà thấy mấy hòn đảo nhỏ nhỏ như này không? Mấy hòn đảo nhỏ nhỏ có nhà ở đó. Thì nhà dân được ở trên này. Người dân được ở vào Phần Lan thì người dân được phép mua nguyên một hòn đảo để có thể xây nhà và ở trên đó. Là được mua hẳn luôn đó cả nhà. Cửa hàng miễn thuế ở trên tàu. Thường thì những nên tàu đi Thụy Điển hay đi Estonia sẽ có cửa hàng miễn thuế như thế này. Bây giờ nhà Thúy sẽ xuống để mua đồ bơi. Cũng như là kiểu xem mới đến đây là người mua nước hoa nồng nặc rồi. Dạ. Đang đi mà, từ từ chứ. Ở đây còn có rất là nhiều loại sô cô la. Kính thưa các loại sô cô la. Loại sô cô la này ngon lắm luôn á. Chị thích cái loại này nè. Bên này là gian hàng về kiểu giống như là ăn uống. Và có những loại chai rượu nhỏ nhỏ này. Đấy, alcohol hả? Chai rượu bé bé này. Cái chai này thì có giá ở đây có giá là 5 euro là tầm 125.000 tiền Việt Nam tất cả. Đây là đồ dành cho cún chó. Chắc là mua về làm quà cho mẹ chồng quá. What do you want to buy it, huh? Con muốn mua cái này hả con? Daddy agree we can buy but just two for mommy. Yeah. Yeah, you can buy but we didn't have money to buy that. Bây giờ nhà Thủy sẽ qua quầy nước hoa. Được biết không nhỉ? Chắc là nhiều anh con trai sẽ thích ở đây. Người muốn mua để uống. Thuốc lá ở bên này hơi bị đắt đó cả nhà. Bình thường ở trong thành phố thì nó rẻ hơn, quên, nó đắt hơn. Nó đắt hơn gần 30 euro một cây như thế này. Và một cây như thế này thì có giá tầm 1.2 triệu đến 1.3 triệu. 1.3 triệu. Đây là loại này á cả nhà. Loại này loại bình thường là 1.3 triệu đó. Đắt quá. Nhưng mà thuốc lá với cả rượu bên này bị đánh thuế cao nên nó đắt lắm. Tại vì nó không có tốt cho sức khỏe. Em muốn đi tìm em bé à? Bon muốn đi tìm em bé hả? À ha. Đâu Kiki cho mẹ xem nào. À. Con phải ngoan rồi mình mới đi xem em bé được không chứ. Cứ đòi đi xem. Đúng rồi, của em Bon á. Nhà Thúy đang lênh đênh giữa biển bây giờ cả nhà. Thực ra trên biển vẫn thấy được rất là nhiều tàu. Bon đi hồ bơi về đói bụng quá này. Bây giờ đã 8 giờ tối rồi cả nhà. Giờ tối rồi nhưng mà ngoài biển vẫn còn sáng trưng. Đây là cái giường. Bây giờ đã là 9:15 tối rồi á cả nhà. Thế để cho Yuri đi uống bia với bạn đâu. 9:20 Yuri đi uống bia với bạn một chút xíu. Thế mệt quá ở đây ăn bỏ khô. Em Bon ngủ rồi. Đây 10:15 tối nè cả nhà.
hoàng hôn trên biển. Đẹp quá. Đẹp quá trời cả nhà ơi. Bây giờ đã là 10 giờ kém 15 nhưng mà mặt trời còn đỏ ửng luôn cả một vùng này. Hoàng hôn, có nghĩa là hoàng hôn lúc 10 giờ 15 phút à 10 giờ kém 15 phút tối. Ôi giời giời giời, đẹp quá. Lại gần hơn chưa? Quay cho cả nhà xem. Ôi, đẹp quá trời luôn á. Cái này ai mà đi hẹn hò thì ngắm cảnh này được quá luôn. Ở khu bên kia thì không biết đó là có phải là thành phố không, chỗ đèn cả nhà thấy không? Đây. Thấy đèn nhiều quá, không biết có phải thành phố không. Ở bên kia thì tối hơn tại vì mặt xa mặt trời, nhưng mà chỗ bên này này, mặt trời lặn. Đẹp quá. À. Ở trên này mọi người có thể ngắm cảnh này, còn phía trên là quán bar, nhưng mà bây giờ thì không vào, Thúy vào mình lười lắm. Nếu có Yuri thì sẽ vào, nhưng em Bon đã ngủ rồi. Khi nào về thì nhà Thúy. William, chờ bố con, chờ bố nào. Ôi. Mời. Đi. Mì. Đi thôi. Mì. Nhanh. Ừ, nhanh. Con bấm thang máy đi con, con bấm thang máy đi. Nhanh. Ừ, nhanh lên. Thôi vừa đi vừa ăn nữa để lấy bôi vào quần. Thôi em Bon qua bấm thang máy cho mẹ đi. Thang máy đâu nhỉ? Qua bấm thang máy đi con. Đây bên này. Bấm thang máy đi. Ồ thôi cao lắm, Bon không bấm được đâu. Em Bon này, Bon la như thế nào? Đi bô cái gì mẹ không hiểu gì hết. Ở đây còn có bán cả xì gà này mọi người. Không phải xì gà, cái này đều ống điếu. Thì đang ở cửa hàng nước hoa. Kính thưa các loại nước hoa luôn. Nước hoa đây cũng rẻ hơn ở Phần Lan một ít. Nói chung không hề rẻ hơn quá nhiều nhưng mà rẻ hơn một ít. Thì sẽ đi lựa vài loại nước hoa của Thúy hoặc là kính mát. Thúy nghe đồn loại này thơm nhưng đang tính mua loại này này. Mà để coi như nào cũng thơm vừa vừa thôi. Và đây là bánh Danishan này, chính hiệu mà hồi lâu ở Việt Nam thì hay mua ăn dịp Tết này, nhưng mà ở Việt Nam đợt đó mua toàn trúng hàng giả. Và đây là hàng chính hiệu của Đan Mạch luôn cả nhà, Danishan của Đan Mạch. Thì mà mua cái này. Ơi ơi ơi, mẹ đây. Hai bố con chạy đi, chạy nhanh lên. Nhỏ Thúy bây giờ sẽ đi xuống nhà banh cho em Bon chơi á. Tại vì bây giờ mới là 7:30 tối giờ Thủy Điển, thì bây giờ sẽ đi chú nhà banh chơi trước khi em Bon đi ngủ vì ngày mai đã về Phần Lan rồi. Đi vào. Ui ui ui, sắp kịp bố rồi, bắt bố lại. Con ba dành cho em bé, cái con dành cho em bé. Em Bon đang xuống để nhảy. I was away for about 4 or 6. I didn't know you dance. Morning, hope I say. Before we can meet the army, hope I say. Morning, hope I say. Before we can meet the army, hope I say. Sulla flore, sulla flore. Wow, wow. Ora campi come la prima me.
mẹ quá. Bây giờ nhà Thúy sẽ đi ba chơi, đi xuống ba, tại vì ở đây có một, nó có hình như là ba hay bốn quán ba khác nhau, nhưng mà có một quán ba thì trẻ em được đến chơi á, cả trẻ em và cả người lớn, cũng có nhạc sọc sình các thứ, đèn nhấp nháy đồ á. Thì bây giờ nhà Thúy sẽ đi tiếp, đi ba tiếp. Cái ba hồi nãy á, cái ba hồi nãy mà mấy em nhỏ hát á, nhảy á, hành lang trống chơi nè, mọi người đi chơi hết rồi. To work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Má nó bỏ tu ti vào túi quần đi. Qua đây, qua đây, qua đây. Không có đứng đó một mình nha. Qua đứng với bố đi. Đang chờ bánh của bố. Hôm nay nhà Thúy ăn sáng đơn giản hơn. Không có ăn buffet nhưng mà hôm nay ăn đơn giản hơn ở đây. Không, mẹ không ăn đâu, con ăn đi. Đây là tất cả những gì mà nhà Thúy mua trên chuyến đi hôm nay. Thực ra những thứ mà ăn vặt và ăn linh tinh thì Thúy đã ăn hết rồi. Còn đây là những thứ mà Thúy sẽ mua về làm quà cũng như là mua cho gia đình á. Thì thực ra đây là cái phần to lớn nhất là Yuri có 3 chai rượu. Yuri mua rượu. Tại vì rượu trên này miễn thuế cho nên là nó vẫn rẻ hơn một ít so với dưới thành phố, dưới Phần Lan. Đây 3 chai này của Yuri. Em ơi, hỏi tế em. Ôi dồi ôi, em Bon à. Và bánh Danisa Đan Mạch, hàng chuẩn, bò khô. Cái này là quà cho mẹ chồng, chai rượu nho. Thì cái loại rượu này uống mùa hè là rất là thích. Thì nó ngâm lạnh để uống thì ngon á. Thì hỏi mẹ chồng là muốn mua gì làm quà. Mẹ kêu là không cần gì hết. Nhưng mà thì vẫn mua cái này. Và thêm sô-cô-la cho bố chồng. Nước ép thì Thúy mua để uống trên đường rồi. Và ở đây có hai thỏi son Chanel. William ơi, ở đây có hai thỏi son Chanel. Thực ra hai cái này là Thúy mua dùng cho chị bạn của Thúy, tại vì nó đang giảm giá 50%. Hai thỏi son này bây giờ chỉ còn 16-17 euro thôi. Thúy cũng mua một thỏi cho bản thân. Và hai cây thuốc lá. Cái này là mua dùng cho bạn của Yuri. Vì thuốc lá ở bên này đang thuế cao á, dưới phố thì nó sẽ đắt hơn. Cái này thì là chị đi cùng thắng được nên cho em Bon. Em Bon thắng
thắng mấy con rắn nhựa thì em bon đổi cái này cho chị. Chị lấy cái này. Còn đây là cái thỏi son, cũng là thỏi Chanel mà Thúy mua. Đây. Cái này là mua cho bản thân Thúy. Và cái này là mua Yuri sô-cô-la. Cái này là mua cho Thúy kẹo. Và mấy cái hạt đồ ăn vặt nữa. Còn đây là em bon tự chọn đồ của mình. Mình mua mì, nhưng mọi người cũng biết là đây, phòng này phòng cũng của phòng mua mì. Mua mì là cái gọi là con vật tượng trưng của em bé ở bên Phần Lan ấy. Em bé bên Phần Lan rất là thích con vật mua mì này á. Thì em bon mấy dạo này thực hiện mua mì, thế là Thúy mua cái này cho em ấy. Bình thủy tinh nhưng bên ngoài có nhựa bọc như này, an toàn này. Đấy, tất cả chuyến đi nhà Thúy chỉ có như thế này thôi. Bây giờ nhà Thúy sẽ xếp đồ về tàu gần cập bến thủ đô Helsinki rồi cả nhà. Yuri đang dọn dẹp. Bây giờ Thúy phụ Yuri dọn để xuống tàu nữa. Em Bon ơi. Em Bon chào ông bà cô chú cái này. Xin chào. Mì gió miếng, mì gió ông bà cô chú miếng. À, thơm quá. Bon giỏi quá. À, cảm ơn cả nhà đã theo dõi chuyến đi ngày hôm nay của nhà Thúy và Yuri. Hẹn gặp cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye cả nhà.